Chào các con, bài học ngày hôm nay của các con sẽ là xác định tay phải, tay trái của bản thân mình nhé. Chúng ta cùng bắt đầu bài học nào. Bố mẹ hãy giúp các con chuẩn bị một cái bát, một cái thìa, một cái cốc, một cái bàn chải đánh răng, một quyển vở và một cái bút nhé. Chào các con, chúng ta sẽ cùng học về tay phải và tay trái của mình nhé. Cô hỏi các con này, khi ăn cơm thì tay của các con sẽ cầm gì? Đúng rồi, một tay cầm bát và một tay cầm thìa. Thế khi chúng mình đánh răng thì hai tay của các con sẽ làm gì? Một tay cầm cốc, một tay cầm bàn chải. Các con giỏi lắm. Thế khi các con tô bài thì các tay của các con sẽ như thế nào? Một tay sẽ giữ vở đúng không? Và một tay chúng mình sẽ cầm bút. Bây giờ cô sẽ mời chị My cùng tham gia với các con nhé. Chị My sẽ ngồi cùng hướng với các con. Nào, các con hãy cầm bát và cầm thìa giúp cô. Nhớ là một tay cầm bát, một tay cầm thìa như mọi ngày các con nhé. Các con đã xong chưa? Bây giờ chị My cũng một tay cầm thìa này, một tay cầm bát đấy. Các con đã cầm giống như của chị My chưa nào? Tiếp tục nhé. Chúng ta hãy lấy một tay cầm bàn chải và một tay cầm cốc nào. Chị My cũng sẽ cầm một tay bàn chải và một tay cầm cốc. Chúng mình hãy tập đánh răng nào. Tiếp tục, các con hãy dùng một tay cầm bút và một tay cầm vở. Hàng ngày chúng mình cầm bút tay nào? Chúng mình hãy cầm bút giống như mọi ngày nhé. Chị My cũng dùng một tay cầm bút và một tay cầm vở đấy. Các bạn có làm giống như chị My không? Các con ạ, tay để cầm thìa này, cầm bàn chải và cầm bút gọi là tay phải các con nhé. Tay phải. Còn tay dùng để cầm bát, cầm cốc và cầm vở gọi là tay trái. Cô nhắc lại nhé, gọi là tay trái. Như vậy vừa rồi các con đã được làm quen với tay trái và tay phải đấy. Bây giờ các con hãy dùng tay phải của mình sờ vào tay phải nào. Rồi, chúng mình sờ vào mắt phải nào. Và sờ vào chân phải nào. Mắt phải, tay phải, chân phải là phía bên phải đấy các con ạ. Bây giờ các con hãy dùng tay trái sờ vào tay trái nhé. Rồi, chúng mình tiếp tục sờ vào mắt trái. Dùng tay trái sờ vào chân trái. Như vậy là tay trái, mắt trái, chân trái cùng phía với tay trái nên gọi là phía trái đấy các con ạ. Bây giờ chị My cũng đứng cùng chiều với các con này. Đây chính là phía phải của các con nhé. Và đây là phía nào của các con nhỉ? Đúng rồi, đây là phía trái của các con. Chúng mình cũng quan sát xem phía bên phải của các con có gì, nói giúp cô nào. Còn phía bên phải của chị My, chúng ta thấy có gì đây?
Phía bên phải của chị My có đồng hồ và có tủ sách đấy. Phía bên trái của các con có gì nào? Các con hãy nhìn sang phía bên trái của các con. Còn phía bên trái của chị My, chúng mình thấy có gì vậy? Phía bên trái của chị My là bộ bàn ghế để học bài đấy các con. Chúng mình nhắc lại một lần nữa nhé. Đây là phía bên nào của các con nhỉ? Chúng mình giơ tay phải của các con lên nào. Đúng rồi, đây là phía phải của các con nhé. Còn bên này là phía nào của các con? Các con lại giơ tay trái lên. Đây chính là phía trái của các con đấy. Các con hãy nhìn xem phía bên phải của các con có gì. Còn phía bên phải của chị My có gì các con nhỉ? À, phía bên phải của chị My là một chiếc gương đấy. Bây giờ chúng mình hãy nhìn sang phía bên trái của các con nào. Phía bên trái của con có gì vậy? Còn phía bên trái của chị My là một bức tranh. Chúng ta sẽ cùng nhau tham gia trò chơi ai nhanh, ai đúng nhé. Câu 1. Bé hãy cầm bát bằng tay trái, cầm thìa bằng tay phải. Nào, chúng mình hãy cầm bát bằng tay trái nào. Được chưa nhỉ? Bây giờ hãy lấy thìa và cầm thìa bằng tay phải giúp cô. Chúng mình kiểm tra nhé. Bát bằng tay trái chưa? Chị My cũng đang cầm bát bằng tay trái của chị My đấy. Chúng mình cũng cầm thìa bằng tay phải của các con nào. Rất là giỏi. Chúng mình tiếp tục đến câu hỏi số 2 nhé. Bé hãy cầm bàn chải bằng tay phải. Các con hãy cầm bàn chải bằng tay phải. Đúng chưa? Rồi. Các con hãy cầm cốc bằng tay trái. Đâu, cốc đâu? Chúng mình hãy cầm cốc bằng tay trái nào. Chính xác rồi, cô khen tất cả các con. Câu hỏi 3. Bé hãy cầm bút bằng tay phải. Chúng mình hãy cầm bút bằng tay phải nào. Các con hãy giơ lên. Đúng rồi đấy. Và cầm vở tập tô bằng tay trái nhé. Cầm vở tập tô bằng tay trái. Các con đã làm được chưa? Các con ơi, bài học hôm nay thật là thú vị phải không? Chúng mình đã biết tay trái và tay phải của mình chưa nào? Sau buổi học ngày hôm nay, các con sẽ ôn luyện thật nhiều và sẽ gửi lại bài để cô xem và hướng dẫn thêm các con nhé. Bài học đến đây là hết rồi. Các con hãy đăng ký kênh YouTube Thư viện Mầm Non để đón xem video xác định phía trên, dưới, trước, sau của bản thân.